Hôm nay trung tâm máy chiếu VGA hướng dẫn các bạn cách lật hình trên các cái dòng máy chiếu BenQ. Và đây là nút menu nhé, nút trái, nút phải và nút Enter ở đây, nút xuống ở đây. Rồi mình giới thiệu với cái bàn phím trước này. Bây giờ mình sẽ ấn menu trước này, được chưa? Ở trên mục menu này chúng ta ấn mũi tên sang phải để chuyển sang cái mục cài đặt, được chưa? Chúng ta nhìn thấy chữ Projector. Hiện tại đang để ở phong thay bộ là chế độ đề bàn, được chưa? Chúng ta muốn treo trần thì chúng ta ấn về xeo linh nhé. Đây là phong xeo linh, thì ở đây là chế độ treo trần. Đó, thì khi này chúng ta sẽ lật ngược cái máy chiếu ngược lên để chúng ta lắp lên trần, được chưa? Và muốn trở về ban đầu này, chúng ta lại ấn menu, chúng ta lại vào đúng cái cài đặt đó, được chưa? Vào phong xeo linh đây, được chưa? Chúng ta ấn chuyển về phong thay bộ để bàn là được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này.